Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh. Mọi người mua hàng liên hệ xuống hội trên màn hình nha, 014 830 843. Rồi, theo dõi kênh nhớ bấm vô nút đăng ký nha mọi người. Nam về mấy món đồ nghề Nhật. Có hai cái đầu vòi của máy rửa xe Catcher ha. Nó là cái đầu kết nối vô cái súng rửa xe nha mọi người. Thì nguyên bộ nó thì nó sẽ có những cái đầu này nè, mình mua thêm phụ kiện ha, gắn vô cái súng rửa xe của nó. Đúng cái loại súng này thì cách chơi thì đúng cái xài cho cái đầu này thì mới gắn được nha mọi người. Nên mọi người chú ý ha, coi cái súng của mình nó có phải cái loại này không ha. Nè, hai cái đầu luôn. Cái đầu này nó dưới gầm nè, nó chỉ xéo lên nè mọi người, xích dưới gầm á, điều chỉnh được luôn. Còn đầu này là xích bỏ dung dịch hoặc là xà phòng gì đó vô đây nè, nó sẽ phun ra. Và hôm nay là cái video mã là 165 nha. Mọi người mua hàng thì nói cái video 165 ha. Mã là có từ trên từng cái sản phẩm ha. Rồi giới thiệu cái món số 1. Số 1 là bộ tua vít. Tua vít của bà Seo. À, của bà Seo. Tua vít tự động. Dạng nhúng á. Đó mọi người nhúng xuống nó sẽ quay ha. Đây nó đi theo là 3 mũi nha, nè. 3 mũi như vậy nha mọi người. Này gắn vô đây nè. Nó có cái khớp nha, đó. Đúng cái khớp thì nó mới vô được ha. Này nhấn mạnh nha. Đó nó kêu cái tách là nó vô. Nhúng. Này đảo chiều rồi. Rồi lấy ra mọi người phải bấm nó vô ha. Nhấn vô. Nhấn cái này xuống. Nhấn cái chỗ này xuống nè. Mới rút cái mũi ra được. Rồi gồm 3 mũi đi kèm nha. Đây mũi và mũi nè. Mũi dít dẹt với mũi dít ba ke với lại cái mũi nhọn nè. Mũi nhọn. Đây kích thước của nó. Rồi mã là số 1 mọi người. Giá 300.000. Rồi số 2 là cây một cái cây kìm đặc biệt để dùng để bấm mấy cái quả ha, quả cứng, quả có vỏ cứng. Ví dụ như quả ốc chó, quả bấm hạt ha. Hạt đều cũng được nè. Bỏ vô bấm nó sẽ tách vỏ ra. Kìm tách vỏ ha. Còn rất đẹp. Rồi kích thước nè. 20. Đây đo kích thước nó nè. Cái kìm tách vỏ này có mã là số 2 156.2 ha. Giá bán là 200.000. Rồi số 3 là hai cái cái đầu kẹp kẹp mũi khoan gắn cho máy bắn vít nha. Đây, tại hai cục này nó giống y nhau ha. Cùng thương hiệu, cùng kích cỡ luôn á. Chỉ khác cái màu thôi mọi người. Đó.
đây nó kẹp được mỗi 10 mm trở xuống, 10 mm, 10 mm. Đây còn đẹp lắm. Quay chân châu cao su bên ngoài còn đẹp luôn, không có bị mòn nhiều ha, không có bị mòn. Đây, hai cục như nhau, giá là 300.000 một cái nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây kìm cắt ống của Mary. Đây, kìm cắt ống size này 42 ha, size 42 mm của Japan sản xuất. Cắt thử cái ống nước bình minh. Đó. Bén ngọt luôn. Rồi, kìm này của Nhật nha, lưỡi Made in Japan luôn. Cái cũng Japan luôn mọi người. Nhật sản xuất. À, lưỡi còn cũng khá đẹp. Xài ít. Xài nhiều đây nó bay hết cái sơn mọi người. Này nó sơn nhìn nó còn nè. Nó xài nhiều rồi nó bay trắng lên. Rồi mã là số 4 nha. 400 ngàn. Số 5 là cái hộp đựng. Đây, nó đựng dụng cụ như là móng tay nhíp này kia. Nhưng mà ở đây thì em có 3 cây là kìm bấm móng tay thôi. 3 kích cỡ với cái hộp đựng ha. Như cái ví vậy bằng da. Ví đựng. Đó, đựng 3 cái kìm bấm móng này. Đây, cái màu vàng này là còn mới luôn. Nó có cái chỗ giũa móng đây nè, nó chưa bóc cái siêu này ra luôn mọi người. Có cái siêu ni lông. Đó. Bóc ra thì mới xài ha. Này chưa bóc. Này nó mạ vàng gì nè. Đó. Màu vàng rất đẹp. Đây. Rồi cái thứ hai là cái này là bằng thép, không thấy hiệu nhưng nhìn rất đẹp, kiểu nó đẹp cong cong, thép nhìn nó tốt. Đây cũng còn rất là bén nha, còn đẹp hết mọi người, cái lưỡi còn đẹp này. Rồi cái ba là của cái cút. Đây. Cái cút. Dùng móng luôn nè, còn mới tinh. Ba này nhỏ nhất. Rồi, hộp đựng này có mã là số 5. Giá bán 250 ngàn. Ba cái kìm bấm móng. Ở đây là cây lấy dấu mọi người. Tiếp theo là cây lấy dấu. Đây nó để là auto bơm gì nè. Hiệu San. Đây mũi còn rất đẹp, mũi hợp kim, cứng lắm. À. Còn rất là nhọn.
em kiếm cái gì em thử vô cái. Lấy cái này thử ha. Cái này là cái cây đập thịt nó bằng nhôm. Thử trên đầu nè. Đó. Có dấu rồi nè. Dấu là sâu luôn rồi. Thước 13 cm. Rồi cái lấy dấu này giá 200 ngàn, mã số 6. 7 là cái đồng hồ đo hơi hoặc là đo nước nha mọi người. Đo máy rửa xe cũng được. Đo hơi cũng được nè, maximum nó là 50 5 MPa, MPa là 50 kg nha mọi người. 50 kg. Đo hơi cao áp ha. Cái này gắn máy rửa xe. Đo áp lực của nước. Áp lực nén. Còn rất là mới luôn. Ren nó là 13 nha, đây 13 không dụng nè. Răng 13. Test hơi lên ok nha. Kim nhảy ok đó. Rồi mã là số 7, 150 ngàn. Tám là cái tay quay Taro. Cái dòng này của Đức sản xuất, Made in Germany. Tay quay tự động nha, dòng tự động nè. Đó. Đảo chiều. Có đảo chiều luôn. Hoặc là khóa lại thì nó sẽ thành nó không còn tự động nữa. Đây nó kẹp được mũi từ M3 đến M10 nha mọi người. Hình như thông số nó là kẹp mũi M3 đến M10. Đó. Để mình taro. Này tay quay taro. Của Đức sản xuất. Rồi mã là số 8 ha, giá 300 ngàn. Rồi, nên về cái cây cắt ống đồng của Super Japan. Super thương hiệu Super ha. Super thương hiệu làm mấy đồ nói chung là rất là chất lượng của Nhật. Đây lưỡi này còn ok nè. Rồi nó có một cái lưỡi xà cua chưa sử dụng nữa nha, đây, lưỡi xà cua nè. Lưỡi kia mẻ thì lấy ra hai, gắn vô. Mở phe này ra là gắn vô được. Đây con dao này. Này cắt được size từ 3 mm đến 32 mm mọi người nè. Cắt được ống từ 3 mm đến 32 mm. Rồi mã là số 9, giá 200 ngàn. Rồi số 10 là hai cái bộ khóa nha. Đây. Này chưa, nó còn chìa của nó luôn, chưa có bóc ra xài luôn. Của Alpha. Đây bởi Alpha là hàng mà Nhật nha. Thương hiệu này của Nhật. Cái ổ khóa này nó bằng đồng nha mọi người. Đây nó bằng đồng nè, 100%. Chốt bằng đồng hết á. Nó chống được nước rất là tốt. Xài điều kiện ngoài trời rất là tốt luôn. Không bị cứng, không bị này kia. Xài mưa cũng ok. Nước vô nó cũng không bị sao. Còn ổ khóa, khóa sắt thì để ngoài trời là không biết. Vài ngày rồi thấy nó rít. Cái này nó rất là bền.
Đây, size nó nhỏ nha. Kích thước đó. Hai cái bằng nhau. Rồi mã là số 10 nha. 200 ngàn hai cái luôn mọi người, hai cái. Rồi tiếp theo là các thùng của KTC, thùng đựng đồ nghề. Đây thùng đựng đồ nghề KTC nha. Đây để chữ gì nè, không biết. Thùng khá là ok, còn khá là ok. Nè nước sơn nè. Chốc tí dưới cái chân thôi. Không có bị sét gì ha. Người còn đẹp, không bị sét. Này bên trong rất đẹp luôn. Trong đẹp. Bụi thôi. Rồi kích thước nó là 36. Đây 36 nhân cho 15. 36 nhân 15 nhân 10 nha mọi người. Mã là 11, giá bán 350. Rồi cuối cùng đây, hai cái vòi để gắn vô súng gửi xe nè. Rồi xem cái vòi này trước ha. Đó, nó có khớp nối vô. Cái vòi này thông số nó nè, đây. Mát, mát là 14 MPa, là 140 kg áp lực nước. 12 lít một phút. Đó đầu gắn nó vô như vậy nè mọi người. Xem dùm ha. Mọi người có xài nhìn qua sẽ biết ha. Chúng xài nhìn qua cái vòi mình nó là sao thì coi gắn được. Đây có điều chỉnh cái tia luôn nha. Cái này phun tia nè. Cái này cho nó ra vòi nhỏ. Tóm gom lại nè. Cái này xè. Cái này gom nè, đó, hai chức năng. 150 ba, 150 ký. Maximum là 150 ký nha. Cũng là cao áp rồi, trăm mấy chục ký. Rồi cao áp. Cho máy rửa xe cao áp nha. Tại vì á khi nhìn vô mấy máy nhỏ thì cái lưu lượng nó sẽ không có đáp ứng đủ không nha. Ha. Tại vì cái vòi này nó sản xuất ra là cho cao áp thì cái lỗ này nè nó sẽ to hơn cái vòi nhỏ. Nên cho dù cái máy mình yếu thì mình vô cái vòi này nó cũng ra không có nổi. Là vậy. Cho nên đúng thông số nó thì nó ok. Còn này là phun ra bọt tiếp, ra bọt xà bông nè. Gắn cái đầu này vô súng rồi nó phun ra bọt xà bông. Này chưa xài luôn rồi. Cái bình này là chưa xài. Chưa sử dụng nha. Catcher luôn. Chính hãng xuất Nhật. Catcher là hãng của Đức ha. À, của Ý. Chơi như hãng hãng là của Ý. Nó sản xuất qua Nhật nè. Tại vì thường thấy máy Catcher nó là made in Italy. Có khi cũng có Đức. Chung là hai nước châu Âu. Đây cái đầu này cũng là đầu gà vô nè. Đó. Đầu gà vô nha. Lỗ gà nè. Lỗ này 8 ly. Rồi lỗ 8 ly. Là tất nhiên trên này súng mình sẽ có cái chân 8 ly vô đây. Rồi mình đút vô mình gài lại ha. Còn đầu này là đây 9 ly rưỡi nè. Đó, mọi người đo cái của mình coi nó có phù hợp không ha. Đây là đầu 9 ly rưỡi đó. Nó có cái gòn ở đây nữa nè. Trên cái gòn này là 14 ly ha. Đó. Rồi bộ hai món nha. Hai đầu này là mã là số 12. 450 ngàn. Hai đầu vòi của cách chơi. Rồi em kết thúc video này đây. Cảm ơn mọi người.